Ở đây là cũng là một địa điểm nổi tiếng bãi tiên từ Hoàng Trầm đi ra luôn phía bên này ạ. Ở đây là có một cái quần thể của VKCP đã mà mới xây dựng ngay cái địa điểm đó, khu này rất là đẹp. Mới xây năm 2006. Mà Lan thôi từ vô kìa. Rồi xin mời tất cả các bạn chúng ta lên đây tập hình kỷ niệm quần áo rồi mình kết thúc. Lên đây giùm em, lên đây mọi người, để tắt tắt biển. Lên đây khởi đầu quần áo rồi tắt mềm rồi đi tắt biển. Lên đây tập trung. Để áo màu, áo uống rồi. Quần áo, quần áo chụp hình. Lên đây mọi người, lên đây. Rồi xin mời đứng dậy xong. Xin mời tất cả các thành viên của FFL. Mình lên đây là các con ơi. Mọi người lên đây lấy đồ mềm, đứng bắt đầu vậy.
đâu? Bờ đó. Bờ nè. Bờ bờ tiền đó. Bờ thank you.
Thank you.
giá trị, nếu có phải được cất giữ và bảo quản cẩn thận. Đối với túi xách,
không mang túi xách một bên vai hoặc mang khi đang chạy xe, tạo điều kiện cho các đối tượng dễ dàng giật đồ, không vừa chạy xe vừa nghe điện thoại di động. Đối với những cửa hàng bán các mặt hàng có giá trị như vàng bạc, điện thoại, cần phải trang bị từ khóa cẩn thận và bảo vệ. Khi phát hiện người mua hàng hóa có hành vi khả nghi, cần bình tĩnh và tìm sự giúp đỡ của những người xung quanh. Thank you.
Thank you.
là mấy chị.